là 1 ngày 10 ngàn thôi mà... Một ngày là chỉ có 10 ngàn đồng, 10 ngàn đồng. Mà cái vé VIP là lỗ là 15 ngàn. 15 ngàn. Dạ. Đó, 10 ngàn đồng. Cái nhiệm vụ mình đi. Dạ. Khi mà hát xong 1-2 giờ rồi là chú phải tháo mấy cái đó. Dạ. Mới đem xuống xà lan. Dạ. Đó, đó. Rồi mình đi qua cái tỉnh khác. Khi bằng ghe lội mà ghe bầu quá. Dạ. Chứ đâu có phải như hiện đại bây giờ có xà lan đâu. Dạ. Nó đi chắc ráng ghe bầu. Cực quá ha. Cực lắm. Hồi xưa là chú đi đoàn nào hả chú? Hồi đó là mình nhớ là cái năm mà cuối cùng là mình đi theo con Việt Trinh. Dạ. À, con Việt Trinh diễn viên ha. À, con Việt Trinh là hồi đó nó bầu xô, sau này nó mới là đi ra nó học cái nghề diễn viên, à, đạo diễn. Đó. Dạ. Trước cái thời điểm đó là con bầu con Việt Trinh nó đi bầu xô để mà nó rước. Tính rước Lệ Thủy mà Lệ Thủy mắc kẹt rồi. Dạ. mới bắt chú Vũ Linh. Trời ơi, khán giả người ta ái mộ với cái thời mà Lý Hải mà hãy khóc đi, người đàn ông hãy khóc đi. Dạ. Khóc đi. À, khóc để làm gì đó. À dạ dạ. Quá tuyệt vời. Chú là đi theo nhiều đoàn hát từ cải lương ca nhạc. Dạ. Cũng như chú là đâu có biết vừa qua đâu. Dạ. Nhưng mà đi theo dựng sân khấu 3-4 năm cái mình nói bây giờ tối nay giới thiệu chứ không thôi là tối tôi dẫn lính đi về là kể như ngày mai không có người phụ chuyển nhạc đi. Dạ. Nó cực khổ lắm. Dạ. Đi một đêm như vậy á ha, đi cho đến về là mình hợp đồng với người ta 1 tháng. Dạ. Về là đứa nào cũng mất ký. Dạ. Đi vô mấy vùng sâu đâu có cơm mình gối với ăn. Dạ. Cháo vùng sâu là ở đâu hả chú? Thì đó đi về miệng ví dụ như An Giang, Cà Mau hát. Dạ. Từ Tết đó là mấy vụ bầu xô nó là nó cho mình trước đó, ứng trước một đứa như vậy là 500 hay là 1 triệu. Dạ. Rồi bắt đầu cái mình đi về theo nó lên hát từ ở dưới Cà Mau đi về trên thành phố mình. Dạ. Rồi dứt cái hợp đồng 1 tháng rồi bắt đầu mới trừ ra. Dạ. Rồi, phải nói chú nhớ rất là chi tiết. Chú kể nghe. Nói trắng ti mình không có phụ nhiều về kế bên anh Vũ Linh. Dạ. Nhưng mà mình nói là mình đi theo cái hậu đài. Dạ. Cho đến tối thì anh thấy ngủ sao ngủ vậy nữa. Nó hậu đài mà anh phải ngủ vậy chứ đâu có phải như mấy anh mà về thấy khách sạn kẻ đưa người trước. Vậy là chú đã từng trò chuyện với cậu Nam Vũ Linh? Không. Dạ. Có trò chuyện nhiều. Dạ. Nhưng mà ổng chỉ móc tiền ra ổng cho luôn. Dạ. Mình nói mình không phải là mình mượn theo cái YouTube mà những người tốt mà mình nói mình. Dạ. Có sao mình nói vậy mình. Dạ. Thực tế mình đi. Dạ. Mình đi là mình mới cảm nhận được cái người nào tốt, cái người nào biết. Dạ. Tình người và tình người. Dạ. Chứ không phải như mấy nghệ sĩ hát hát xong mà họ xuống họ xong việc, còn cái này hát xong rồi còn xuống thăm anh em hậu đài. Dạ. Rồi theo như chú, cho con hỏi theo như chú thì chú nhận xét như thế nào về cậu Năm Vũ Linh chú? À, mà nói về cậu Năm á. Dạ. Thì mình có đến nhà một lần. Dạ. Đến nhà một lần là mình nhờ được như vậy mình mới đến nhà, là cái thời điểm hồi xưa là chưa có mua cái nhà mà ở dưới cái chỗ Vũ Linh mất là lúc là còn ở Thủ Đức. Yeah. Đi về đó để lấy một cái số đồ phục trang. Yeah. Theo cái anh tài xế đó đi theo là mình chỉ đi là mình phiên những cái đồ mà phục trang. À. Yeah. cho cái con Nga. Yeah. À là cái em Nga bây giờ đó. À, em Nga bây giờ là phò tá đó. Yeah. Yeah. Là cái cũng như quên một cái số đồ gì. Yeah. Mình chỉ là đi theo hậu đài phụ lên xe. Yeah. Nó đi tới là biết được cái nhà Thủ Đức. Còn cái nhà mất cái lúc mà mất nằm xuống mất á là mình chỉ đến vòng ngoài chứ đông quá. Yeah. Yeah. Đông quá. Yeah. Nó mình không có vô được tại vì vừa có chở mấy đứa cháu nội với bà xã. Yeah. Mình xin mạng phép anh nữ có cái gì hôm nay mình đi về ở Củ Chi chơi thôi sẵn mình lên đây ta. Yeah. Đi được mình không để mình đi không được. Yeah. Dầu không là cái gì với Vũ Linh. Yeah. Nhưng là mình cũng được một cái hân hạnh là hồi xưa mình đi theo mình phò. Yeah. Phò cho người ta. Yeah. Lên được lên sân khấu vinh hạnh tới bây giờ thì cũng như tụi em ở đây đã. Yeah. Nhọc công nè. Yeah. Hả? Nhọc công mà quay những cái cảnh tượng mà nước nó bể mà nó chảy xuống cái đất bên này. Yeah. Đó. Rồi thậm chí có cái em nào vui vui chứ cậu Năm, cậu thành gì đó. Yeah. Người ta cũng bơ luôn. Yeah. Mình nói đây là một cái sự thật. Yeah. Nhờ có tụi em là bà con người ta mới thấy những cái phục cảnh cái cực khổ. Yeah. Như em là hay gọi cái chú kiểu gì. Yeah. Dẫn cái bà già bà đi cà xích đi ra xe. Yeah. Mình để mình cảm động người ta xa mình. Yeah. Thôi giờ chú cũng chúc cho em được dồi dào sức khỏe. Yeah. Bà con ở đây một lát. Dạ. Quá trời quý luôn. Tụi con cảm ơn chú rất là nhiều luôn. Chú đã dành cái thời gian quý báu cho chú để mà chú đến chú viếng cậu Năm. Chú ở đâu rồi chú? À, chú thì
quê chú thì ở Gò Công Tiền Giang, nhưng mà chú đã định cư ở quận 7 Phú Mỹ Hưng. Rồi sẵn hôm qua mình đi ngày thứ bảy lên tới đây là tối là cũng ở Củ Chi chơi. Hồi sáng mình đi qua bên này mình đốt cây nhang. Chơi rồi về. Gò Công Tiền Giang, là Gò Công Tây Tiền Giang. Hồi xưa là chú làm gọi là đi theo là hậu đài này 3 năm mấy đó. Ca nhạc cải lương gì đi hết. Có nghĩa là mình khổ, hoàn cảnh mình khổ, mình phải đi kiếm tiền để về phụ. Nhưng mà cái nghề này nó rất là vất vả. Nghệ sĩ người ta chỉ hát ra lên tới cái trích đoạn nào người ta lên, hay là cái vở tuồng cái phần đó người ta lên. Còn mình phải vòng ngoài, phải dựng sân khấu, xong rồi xuống coi có mấy đứa nào nó có nhảy hàng rào vô kia người ta. Mình khổ. Hồi nãy con có nghe là chú nói chú cũng biết hồ quảng đúng không chú? Biết chứ. Hỏi vậy là chú tặng tụi con được một bài được không? Một đoạn ngắn cũng được nữa. Tuyệt vời lắm. Bây giờ cái hồ quảng mình Lương Sơn Bá mới vô mở đầu sao để chú thuộc cái bài. Dạ. Cái lương hồ quảng mà mới vô nó là sao cả? Hát với con Tài Linh nó mới vô giúp cho chú một cái lớp đầu đi. Chú sẽ thuộc cái tuần nào? Lương Sơn Bá. Lương Sơn Bá chú Quỳnh Đài chú hát một đoạn cho tụi cháu nha. Mới vô cái mở đầu cái gì? Đến trường gì đó. Rồi bây giờ nè. Chú sẽ giúp cho ở đây trước mộ của anh mình. Dạ. Cái bản Lương Sư Bá chú Quỳnh Đài mà thời điểm là sau này về quá trang phục cảnh lợi. Nó ghép Hoài Linh, ý ông ghép Quy Dung. Rồi một cái phần nữa là của ca sĩ Tài Linh. Rồi bây giờ chú hát. Chim rừng liêu lo. Thì sao? Chim rừng liêu lo cánh thơ mộng hoa. Lên đây rung quá cô. Ở nhà cứ cầm mà hát đi, hát lại hoài mà lên tới đây nó rung. Chim rừng liêu lo cánh thơ mộng hoa. Đôi lời xin hỏi. Đi đến ngôi trường. Rung quá rung. Xin cảm nhận. Dạ vậy là vui rồi chú. Cái nữa đã lên đây rung. Rung thiệt á. Vậy là vui lắm rồi chú, con cảm ơn chú rất là nhiều. Vậy là cũng là quá gọi là biết ơn chú rồi. Cái tình cảm của chú phải nói là rất là tuyệt vời. Con thấy chú kể mà chú cảm xúc lắm. Dạ. Nói không phải là cái gì, ai cũng vậy, bà con người ta đi người ta tâm cảm xúc. Còn mình, người cái hậu đài mà mình thấy bà con đây không họ hàng cũng như mình. Mà tại sao có một cái tình nhân hậu, con người với con người chết thì như ảnh đâu có mang được cái gì theo. Còn mình có được cái tấm lòng mình lại mình đốt cây nhang cho chú mãn người. Nhiều ông thầy chùa mình thấy lên áo nâu áo vàng mà người ta dám đến người ta đốt cây nhang. Vàng nhạc đưa lễ người ta đưa về, người ta cũng đến đây người ta cúng một bài hát. Một cái nhạc trống gì để tưởng nhớ một cái người có một cái bề dày lịch sử cho cái xã hội, cho đất nước. Đúng không? Thôi giờ chú cảm xúc mãn. Chú ơi, con cảm ơn chú rất là nhiều. Chú ơi, cho con hỏi một câu nữa, nếu mà nói về chú Vũ Linh thì chú sẽ nói như thế nào, là một câu về con người chú Vũ Linh là như thế nào chú? Bây giờ xin nói lại đây cho các em nghe về, nói về chú Vũ Linh. Một lần cuối. Để cho bà con cô bác được khắp biết nơi và trên thế giới cả cộng đồng ở hải ngoại. Nếu sống tôi mà sống như được anh Linh là một cái nghệ sĩ như vậy, là mong sau này các em diễn viên giàu cải lương kịch nói cái gì cũng phải có một cái tấm lòng nhân hậu như anh mình. Để chi cho cái xã hội đất nước mình đó hùng thịnh đêm. Nó lưu truyền biết bao nhiêu nghệ sĩ mà 60 ngày mà vẫn còn người mất. Khó hả chú? Khó kiếm được vậy hả chú? Khó lắm chú. Không có luôn. Đó là lịch sử đúng không chú? Cách đây hai hôm mình coi cái YouTube mà thấy cùng cái ông người Bắc là ổng bên văn hóa mà ổng còn lên bình luận cái nghệ sĩ gì đó mình cũng đấm nói nhiều. Ổng cũng nói như chú nói. Hiếm lắm. Rồi con cảm ơn chú. Chúc chú nhiều sức khỏe ạ. Tạm biệt chú. Để con đi lấy cho chú một chai nước nha. Thôi được rồi, con có mua, bà xã có mua hồi này đợi. Thôi rồi. Con cảm ơn chú nha. Đó là cô chú anh chị, đó là chú hậu đài. Chú cả nhà thấy là chú đang mặc rất là giản dị. Chú ông mặc rồi. Chúc con á là học giỏi nè. Vâng lời ông bà cha mẹ nha. Rồi, bye bye con. Con. Chú lì xì nè. Thôi, cho nó ba ăn bánh chú, cho nó ăn bánh. Thôi cái nghề này của tụi con không biết là bao nhiêu. Không con nhiều. Cho nó mua oxy. Không có được. Rồi. Con hãy đi cảm ơn tụi con. Dạ vậy thôi, con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú rất là nhiều nha, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, cô chú thấy không, bác đây ở đây rất là giản dị, mặc quần đùi ha, chất phác nông dân luôn, là người hậu đài.
đã có những lời chia sẻ về cậu Năm Vũ Linh rất là quý luôn, rất là trân trọng luôn. Và xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã lắng nghe những lời chia sẻ của chú. Hy vọng là những video này nó lan tỏa được mọi người chấp nhận đón nhận và nói về cậu Năm Vũ Linh rất là hay, đúng không cả nhà? Em chỉ là người giúp cho cả nhà mình truyền tải thông tin tại mộ của cậu Năm, những cái gì hay nhất, chính xác nhất và kịp thời nhất. Cả nhà yêu thương em hãy đăng ký kênh cũng như là like ủng hộ giúp kênh của em nó phát triển và lan tỏa những video hay đến cô chú anh chị nha. Rồi bây giờ em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Cả nhà thấy rất là đông đúng không cả nhà? Giờ này giờ trưa rồi mà khán giả đến đông rất là đông nè. Em xin phép xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Xin bye bye.